Về nhà làm dâu được 2 năm thấy trong nhà lúc nào cũng có một bình rượu tỏi. Hỏi mẹ chồng mới biết bố chồng đã bị trĩ 2 năm nay, trong nhà lúc nào cũng dự trữ sẵn một bình rượu tỏi. Nhờ bí quyết này mà ông sống chung với bệnh khỏe re, cũng chẳng cần đến bệnh viện thuốc tây nào. Làm ngay clip này hướng dẫn cho quý vị bà con nào mà đang khổ sở vì bệnh trĩ cùng xem. Em đã tham khảo thông tin từ nhiều nguồn và được biết bài thuốc này không chỉ làm giảm bớt áp lực cho thành mạch trĩ mà còn kích thích lưu thông máu khi dùng theo đường miệng, chống ứ trệ máu ở khu vực hậu môn trực tràng, tiêu viêm, giảm sưng đau và hỗ trợ co búi trĩ một cách tự nhiên nữa. Cùng xem cách thực hiện đơn giản mà hiệu quả của nhà em nhé. Để thực hiện bài thuốc này, bà con cần chuẩn bị 50g tỏi tươi, 20ml rượu trắng, 40 độ. Nhà em ở quê nên thường dùng rượu gạo, nấu rất an toàn, không lo lẫn các hóa chất. Tỏi các bác đem lột sạch vỏ và rửa sạch, sau đó đem giã nát. Giã nhỏ như vậy là được nha. Cho hết vào lọ thủy tinh, rồi đổ rượu đã chuẩn bị vào ngâm. Đậy nắp bình lại, vặn chặt để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng. Cứ 3 đến 4 ngày, các bác lại lấy hũ rượu ra, lắc lên cho đều. Sau khoảng 2 tuần, có thể lấy rượu tỏi ra dùng. Chúng ta có thể chữa bệnh trĩ bằng tỏi ngâm rượu theo những cách sau. 1. Uống rượu tỏi. Bố em vẫn dùng cách này, mỗi lần uống 2 thìa, 2 đến 3 lần một ngày. 2. Bôi rượu tỏi. Đắp một miếng gạc, tẩm rượu tỏi vào hậu môn khoảng 20 phút, thoa trực tiếp rượu vào khu vực cần điều trị, mỗi ngày thực hiện 3 lần. Các bác, bà con cũng có thể kết hợp hai cách này để cho hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra còn có một cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi đơn giản nhất, ai cũng thực hiện được, đó chính là ăn tỏi. Những người bị trĩ thường xuyên ăn mỗi bữa 2 đến 3 tép tỏi sống để tận dụng được hoạt chất kháng sinh có trong tỏi. Nếu chúng ta e ngại mùi hôi của tỏi sống, quý vị và bà con có thể dùng nước chấm có tỏi hoặc thêm gia vị này khi chế biến món ăn đều rất tốt nhé. Phương pháp này áp dụng hiệu quả cho bà con khi còn đang ở giai đoạn trĩ nhẹ, độ 1-2, trong trường hợp bệnh trĩ nặng hơn hoặc có diễn biến phức tạp kèm theo máu, đau rát quá, cần có nhiều sự can thiệp của các phác đồ điều trị chuyên sâu để điều trị dứt điểm nhé. Các công thức chữa bệnh bằng rượu tỏi đã được dân gian truyền tay nhau, áp dụng từ rất lâu. Song không phải ai cũng thích hợp với mẹo dân gian này. Bệnh nhân bị tiêu chảy, viêm gan tuyệt đối không nên dùng tỏi để chữa bệnh trĩ. Để áp dụng bài thuốc này đúng và tốt nhất, quý vị và bà con hãy tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên khoa của Dr. Trĩ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video này. Đừng quên đăng ký kênh và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào nhé.